Xin chào các bạn, hôm nay cô Linh sẽ hướng dẫn các bạn vẽ sơ đồ tư duy các bạn nha. Để làm tốt bất cứ việc gì thì chúng ta cần phải có sự chuẩn bị. Như vậy thì để vẽ được một cái sơ đồ tư duy thì chúng ta cũng phải chuẩn bị. Chuẩn bị thứ nhất đó là chúng ta chuẩn bị tài liệu. Tài liệu ở đây đó là những cái tài liệu mà chúng ta dùng để tham khảo. Ví dụ như là những ghi chép của cá nhân mình, hoặc là chúng ta có thể tham khảo trong sách, hoặc là trên internet, lên Google search tìm kiếm vân vân. Và nếu như bạn đang trong một cái bài kiểm tra hoặc là đang trong thi cử gì đó thì tài liệu chính là những cái mà nó nằm ở trong đầu của bạn. Tiếp theo đó là chúng ta chuẩn bị dụng cụ. Dụng cụ ở đây thứ nhất chính là giấy. Giấy thì chủ yếu chúng ta sẽ vẽ bằng giấy A3 và giấy A4. Giấy A3 là dùng để thi những cuộc thi về vẽ mind map, hay nói cách khác là vẽ sơ đồ tư duy á. Nếu như bạn thi vẽ sơ đồ tư duy á thì bạn sẽ vẽ bằng giấy A3, còn không thường á thì mình vẽ bằng giấy A4 cũng được, không sao. Và giấy ở đây là giấy trắng các bạn nha. Và khi vẽ thì các bạn đặt cái tờ giấy trắng đó nằm ngang. Và các bạn chuẩn bị thêm dụng cụ nữa đó là bút. Và bút thì là bút dạ. Bút dạ là cái từ dùng phổ biến, cái từ phổ thông dùng phổ biến toàn quốc. Còn cái việc mà người miền Nam á thì người ta hay gọi là bút lông các bạn ha. Ví dụ mình trường ở trường mình đa số kêu bằng bút lông không à. Và bạn chuẩn bị thêm một dụng cụ nữa đó là bút chì. Bút chì thì bút thứ nhất là chì dùng để vẽ phác thảo này, thứ hai là chì màu các bạn ha. Bây giờ cô Linh sẽ hướng dẫn các bạn cách cụ thể để vẽ một cái sơ đồ tư duy thông qua 5 quy luật vẽ sơ đồ tư duy quốc tế. Quy luật thứ nhất đó là về nhánh. Các bạn lưu ý là mình vẽ nhánh là nhánh phải là nhánh cong các bạn. Tại vì não của mình nó là rất thích đường cong. Não của mình là bản chất não mình là không thích đường thẳng nha các bạn. Cho nên là cái quy luật vẽ sơ đồ tư duy của quốc tế là nó dựa theo tự nhiên của não bộ. Cho nên các nhánh là cũng đi theo đường cong luôn. Như vậy ha, mình vẽ cái nhánh nó đường cong nè. Lưu ý là mình vẽ cái đường cong này là cong tự nhiên. Nó giống nó tự nhiên như là cỏ cây, hoa lá, ong bướm bên ngoài cuộc sống của mình như vậy ha. Cái đường cong này là nó tỏa ra nha các bạn. Từ một vị trí nó tỏa ra thêm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 và tối đa là 7 cái vị trí khác. Tiếp theo các bạn lưu ý là cái nhánh chính là bắt buộc là nó phải chạm vô cái hình trung tâm này các bạn nha, hở là không có được đâu. Nhánh chính thứ nhất là phải chạm vô hình trung tâm, thứ hai là cái nhánh chính là phải dày. Là nó mập và nó to nhất. Tiếp theo, các nhánh phụ. Nhánh phụ thì mỏng hơn nhánh chính. Nhánh phụ thứ nhất là nhỏ hơn nhánh chính. Nhánh phụ của cái nhánh phụ thứ nhất này là phải nhỏ hơn nó nữa nha các bạn. Ví dụ như mình nói là đây là mình quy theo tầng đi. Ví dụ nhánh chính là cái tầng 1. Nhánh phụ mà chạm vô nhánh chính là mình gọi là tầng số 2 đi ha. Thì cái nhánh ở cái tầng số 2 là phải nhỏ hơn tầng số 1. Rồi từ cái nhánh phụ thứ 3 là nó cũng đã nhỏ quá rồi. Cho nên nó cứ từ nhánh phụ thứ 3 trở đi là bạn... Nhánh phụ thứ 3 và nhánh phụ thứ 4, thứ 5 gì đấy thì nó có thể bằng nhau ha. Bạn cứ nhớ lưu ý là nhánh là nhỏ dần. Nhánh chính là lớn nhất, dày nhất. Và mấy cái nhánh phụ là nhỏ dần, nhánh phụ thứ nhất
nhỏ hơn nhánh chính nhánh phụ thứ hai, lại nhỏ hơn nhánh phụ thứ nhất. Nếu mà có nhánh phụ thứ ba thì lại nhỏ hơn nhánh phụ thứ hai, rồi từ cái nhánh phụ thứ tư trở đi á, là nó có thể bằng nhánh phụ thứ ba cũng được, bởi vì nó đã quá nhỏ rồi, bây giờ mình đâu còn cái bút nào để mình vẽ cho nó nhỏ hơn nữa đâu các bạn ha. Tiếp theo là về độ dài của nhánh. Độ dài của nhánh á, là sẽ bằng cái từ trên nhánh, hay còn gọi là cái chữ đó các bạn. Độ dài của nhánh sẽ bằng với cái chữ ở trên cái nhánh đó. Tuy nhiên ở những cái chỗ như là chỗ này là cái hốc nè, cái hốc cái gốc này nó nhỏ xíu đâu có viết được đâu, cho nên mình không có tính cái những cái gốc nhọn nhọn nhỏ xíu mà chữ nó không không chen vô vẽ được ha. Mình bỏ qua cái chỗ mà góc cạnh góc nhọn mấy cái điểm mà giao nhau á các bạn. Rồi, nhắc lại là độ dài của cái nhánh sẽ bằng với chiều dài của cái từ ở trên nhánh đó, hoặc là bằng với cái hình ở trên nhánh đó. Tiếp theo, tất cả các nhánh tiếp theo là nhánh nó có sự kết nối các bạn nha, nó kết nối tất cả lại với nhau, nó dính với nhau không được hở ra. Rồi, vị trí của cái nhánh đầu tiên á, là cái nhánh một á, vị trí của cái nhánh một á là bằng với chiều kim đồng hồ, vị trí 1 giờ. Các bạn nhìn cái kim đồng hồ này ha, bạn thấy vị trí 1 giờ chưa? Đây, bạn nhìn kỹ nha. À, ví dụ như là cái hình sơ đồ sinh viên nó như thế này, thì cái nhánh đầu tiên nó phải nằm ở vị trí 1 giờ như thế này ha. Quy luật tiếp theo đó là về từ khóa. Từ khóa ở đây là từ chính, cái từ mà quan trọng nhất, cái từ cốt lõi, để từ cái từ này mình có thể liên tưởng đến những cái từ khác nữa. Nó được ví như là cái chìa khóa để mở ra các cánh cửa khác á, cho nên mình mới gọi là từ khóa các bạn ha. Từ khóa ở đây là mỗi một nhánh á, là mình chỉ được viết mỗi một nhánh đó là mình chỉ được viết một cái từ khóa thôi nha các bạn. Tuy nhiên, từ ở đây có thể là từ đơn, có nghĩa là từ mà gồm có một chữ thôi. Ví dụ như là từ nhánh có một chữ thôi. Còn mà mình gọi là từ khóa là từ phức rồi, là nó gồm hai chữ ghép lại với nhau ha. Là từ phức rồi. Ví dụ màu sắc cũng là từ phức rồi các bạn nha. Ví dụ như hình là từ đơn. Nhưng mà hình ảnh là từ phức rồi. Tiếp theo là trong cái từ khóa này, trên trên cái nhánh đó, nó có một cái từ khóa, và trên cái từ khóa đó là bạn có thể vẽ kèm theo một cái hình. Thậm chí là ví dụ cái từ khóa mà bạn không cần vẽ, bạn không cần viết cái chữ đó ra luôn. Ví dụ như là từ trái xoài đi ha. Ví dụ như từ khóa trái xoài, thì thay vì là bạn viết cái chữ trái xoài thì bạn vẽ cái trái xoài đó ra. Như vậy là cái từ khóa này có thể, thứ nhất là từ khóa không, chỉ có chữ thôi, không có hình. Thứ hai là nó có cái chữ và nó kèm theo cái hình luôn. Thứ ba là bỏ cái chữ luôn, có thể thay cái chữ bằng cái hình. Ví dụ như là thay vì là chữ xoài thì mình vẽ cái trái xoài ra, mình không cần ghi cái chữ xoài nữa. Và các bạn lưu ý là cái từ khóa là các bạn
Viết chữ là các bạn viết chữ in hoa nha, không viết chữ thường. Quy tắc vẽ sơ đồ tư duy quốc tế là không viết chữ thường. Toàn bộ là các bạn viết bằng chữ in hoa hết các bạn nha. Và cái từ khóa ở đây là mình viết theo thứ tự nhỏ dần. Nhánh chính là mình viết lớn nhất, nhánh phụ là mình viết nhỏ hơn các bạn nha. Tiếp theo đó là về quy luật về màu sắc. Các bạn lưu ý là khi các bạn sử dụng màu sắc á, trong một nhánh ha, nó nằm chung một nhánh, nhánh chính màu gì thì cái nhánh phụ mà dính liền với cái nhánh chính đó là phải màu đó luôn. Rồi cái nhánh phụ con, những cái nhánh phụ con tiếp 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 theo á, nối với cái nhánh đó là cũng một màu luôn, và cái từ khóa trên cái nhánh đó nó cũng phải giống màu của cái nhánh chính luôn. Ví dụ cái nhánh chính này là màu xanh dương thì cái từ khóa ở trên cái nhánh chính đó cũng phải màu xanh dương luôn. Ví dụ như là cái chữ nhánh ở đây là màu màu hồng. Thì như vậy thì những cái nhánh mà chạm vô cái chữ nhánh này cũng màu hồng hết. Rồi những cái từ khóa đi trên những cái nhánh này cũng màu hồng luôn. Rồi, và bây giờ mình đang cái nhánh mà mình đang nói về màu sắc á là cái nó màu tím ha. Như vậy thì toàn bộ cái nhánh ở trên đây màu tím hết. Toàn bộ cái chữ ở trên cái nhánh này, toàn bộ cái từ khóa, cái chữ gì đấy ở trên cái nhánh này đều phải màu tím hết luôn. Và khi mình sử dụng là mình sử dụng xuyên suốt như vậy luôn. Màu đỏ, màu cam, màu vàng, màu hồng, màu nâu. Còn cái màu lạnh á, là màu tạo cảm giác lạnh. Ví dụ như là xanh rêu, xanh dương, xanh chàm, xanh lá, vân vân. Mình sử dụng xen kẽ có nghĩa là nhánh này màu nóng thì nhánh kế bên của nó màu lạnh. Ví dụ ở đây nhánh chuẩn bị là màu xanh, là màu lạnh. Thì cái nhánh có chữ nhánh ở đây là màu hồng thì là màu nóng. Tiếp tục, cái nhánh có chữ từ khóa là màu xanh chàm, là màu lạnh ha. Các bạn nhìn nha, lạnh, nóng, lạnh. Rồi tới cái màu tím. Màu tím ở đây là cô vẽ là màu tím chuẩn á. Nhưng mà không biết rồi nó quay phim lại rồi nó lên nó chiếu ở trên điện thoại, trên máy tính của các bạn nó ra màu tím gì không biết nữa. Nhưng mà màu tím cô vẽ ở đây là màu tím chuẩn. Các bạn lưu ý đối với một màu tím chuẩn là nó là một cái màu lưỡng tính, nó không nóng không lạnh. Bạn lưu ý là màu tím chuẩn nha các bạn, là màu không nóng không lạnh. Màu tím ở đây cô vẽ ở đây là màu tím chuẩn, nhưng cô cũng đang lo lắng là không biết là cái máy quay phim nó quay lên rồi nó chiếu lên trên cái điện thoại, trên máy tính của các bạn là nó ra màu tím gì chứ. Chứ tím chuẩn là nó không nóng không lạnh ha. Khi mà bạn vẽ cái sơ đồ tư duy á, thì màu tím là bạn không có tính vào quy luật nóng lạnh của nó. Ví dụ như nhánh trở lại này, nhánh chuẩn bị ở đây màu lạnh, chữ nhánh ở đây là màu nóng, từ khóa là màu lạnh, màu sắc là cái màu trung tính, không tính nóng không tính lạnh, hết nóng thì nóng, hết lạnh thì lạnh. Rồi như vậy thì cái màu ở đây là cái chữ màu sắc ở đây là cái nhánh màu sắc ở đây là cô không tính nóng lạnh ha. Tiếp cái hình ảnh là màu nóng, như vậy thì tới cấu trúc sẽ là màu lạnh các bạn nha. Mình cứ vẽ cho vẽ màu sắc nó xen kẽ nhau như vậy cho nó đẹp và hấp dẫn các bạn nha. Quy luật tiếp theo đó là quy luật thứ tư trong vẽ sơ đồ tư duy quốc tế, đó là về hình ảnh.
Thứ nhất, hình ảnh ở đây có thể là những biểu tượng, những cái icon, tiếng đọc chuẩn tiếng Anh là icon, còn người Việt mình hay gọi nôm na là icon vậy ha. Thứ hai, hình ảnh ở đây có thể là hình ảnh 3D, mình vẽ có chiều ngang, chiều ngang, chiều dọc, chiều sâu, và mình đánh bóng đậm nhạt gì đấy, cái đó cái dạng đó thì gọi là vẽ 3D các bạn ha. Và lưu ý là những cái hình ảnh đây mình vẽ nhìn cho nó vui nhộn, nó dễ thương lên, tại vì khi mà não mình nó nhìn thấy cái hình mà vui vui dễ thương á, cái tự nhiên là não mình nó vui vẻ ra, nó tiếp thu bài tốt hơn, cái tâm trạng mình nó vui lên ha, thì mình học giỏi hơn, mình tiếp thu bài được tốt hơn. Rồi, cái hình ảnh ở đây là được sử dụng xuyên suốt. Ví dụ như là mình cái biểu tượng mặt cười đi, biểu tượng mặt cười ở đây giống thế này. Giống cái này thì biểu tượng mặt cười đằng kia nó một chút mà mình có vẽ thêm cái biểu tượng mà vui mặt cười á thì mình vẽ giống như thế này. Nhớ là những cái hình ảnh lặp lại á thì mình dùng xuyên suốt cả một cái sơ đồ tư duy luôn. Tiếp theo đó là quy định về cái hình trung tâm. Đã nói là trung tâm là nó phải ở chính giữa tờ giấy các bạn ha. Ví dụ như bây giờ là mình xác định cái chính giữa tờ giấy như thế nào. Rồi, cái việc xác định chính giữa tờ giấy cũng rất là đơn giản. Bạn đặt lấy cái thước dài, bạn vẽ cái đường chéo của hình chữ nhật đó ra. Nhưng mà mình đừng có vẽ hết cái đường chéo dài sọc từ bên này qua tới bên này. Mình vẽ nhiều quá hơn mình bôi cực lắm, mình vẽ khu vực gần gần chính giữa mình vẽ miếng thôi. Tiếp theo, mình cũng đặt hai cái góc đường chéo hình chữ nhật đó theo chiều ngược lại, mình vẽ thêm. Tiếp theo nữa, như vậy cái chỗ này chính là trung tâm ngay chính giữa tờ giấy của mình. Sau khi lấy được cái trung tâm chính giữa rồi thì mình sẽ xác định cái kích thước của cái hình trung tâm. Nếu như mà là giấy A3 thì các bạn sẽ lấy cái hình trung tâm là khoảng bằng cái nắm tay thế này. Ví dụ mấy người nắm tay bự thì người ta nắm thế này, còn nắm tay mình mà nhỏ quá thì mình đặt thế này. Được chưa? Đối với giấy A3 thì nó mới bằng cái nắm tay các bạn nha. Còn giấy A4 thì mình không dùng cái nắm tay nữa. Nếu như bạn thấy cái nắm tay đó, cái độ lớn nhỏ nó khó lường quá, thì bạn cứ lấy thước bạn đo. Đường kính của cái hình trung tâm là bằng 9,5. Thì nó sẽ từ đây. 9,5 bạn tới đây. Vậy là cái hình trung tâm nó nằm trong cái khoảng này các bạn ha. Rồi, nếu như bạn vẽ giấy A4 á thì cái đường kính của hình trung tâm bằng cái vòng tròn, bằng cái vòng tròn mà bạn đưa cái ký hiệu chữ OK á, tiếng Anh gọi là OK hay quy về kích thước á, thì cái đường kính của hình trung tâm là sẽ bằng 4,75 cm. Nếu như giấy A3 thì cái hình trung tâm này là đường kính từ đây qua đây là 9,5 cm. Nếu là giấy A4 thì bằng một nửa, có nghĩa là đường kính của cái hình trung tâm từ bên đây qua bên đây là bằng khoảng 4,75 cm các bạn nha. Cái hình trung tâm thì mình cần tô màu cho nó đẹp các bạn ha. Cái hình trung tâm cũng ít màu thôi, là từ 3 đến 5, 6 màu gì đó cũng được ha. Về màu sắc của hình trung tâm thì bạn vẽ khoảng 3 màu. Tuy nhiên bạn thấy 3 màu mà nó chưa thể hiện được ý tưởng của bạn thì bạn vẽ thêm 3, 4, 5 màu gì đấy. Nhưng mà đừng vẽ nhiều màu quá, mình vẽ từ 3 tới 5, 6 màu thôi ha. Rồi tiếp theo, cái hình trung tâm quá là mình có thể kèm theo chữ các bạn nha. Hay còn gọi là kèm theo từ á. Ví dụ như là cái hình trung tâm ở đây là mình vẽ cái bóng đèn có cái sơ đồ tư duy,
và mình kèm theo cái chữ là chữ mind map. Mind map dịch sang tiếng Việt có nghĩa là sơ đồ tư duy á các bạn. Các bạn cũng lưu ý là các bạn tránh vẽ đường thẳng trong cái hình trung tâm. Cái hình trung tâm mà vẽ đường thẳng nhiều quá là nó não mình nó không có thích đâu, nó cảm thấy không có thoải mái. Ưu tiên đường cong các bạn nha, ưu tiên đường cong nhưng mà không có được đóng khung trong hình tròn. Rồi các bạn lưu ý là mình tránh đóng khung cái hình trung tâm vô thành một cái hình học nào đó. Ví dụ như là mình đóng cái khung hình trung tâm vô hình chữ nhật, hoặc là mình đóng khung cái hình trung tâm vô hình tròn. Nói về phần cấu trúc, để có một cấu trúc đẹp á, để có một cái cấu trúc tốt đẹp thì trước tiên là mình phác thảo đi, giống như là mình muốn vẽ đẹp thì mình vẽ nháp vậy các bạn. Mình phác thảo ra ha, mình phác thảo những cái ý chính ra, rồi mình sắp xếp những cái ý chính đó, rồi mình bắt đầu lên ý tưởng cho hình ảnh, màu sắc rồi từ khóa rồi vân vân. Tiếp theo là cô Linh nhắc lại một lần nữa, đó là các bạn vẽ sơ đồ tư duy là vẽ theo chiều kim đồng hồ. Ví dụ ha, ví dụ đầu tiên cái chỗ chuẩn bị nè, cái nhánh chuẩn bị này là ở vị trí 1 giờ, sau đó chia đều ra những cái nhánh khác, theo là theo chiều kim đồng hồ. Ví dụ cái nhánh chuẩn bị này là mình đọc là tài liệu xong tới dụng cụ, tới chỗ hình ảnh á, là mình cũng đọc theo chiều kim đồng hồ, là mình đọc biểu tượng trước rồi tới 3D, tới vui, tới xuyên suốt rồi mới tới trung tâm. Chứ mình không có đọc ngược lại, mình đọc trung tâm rồi xuyên suốt rồi vui rồi 3D là biểu tượng là mình đọc sai các bạn nha. Rồi tiếp theo, cấu trúc thì nó phải rõ ràng, nó có thứ tự. Thứ tự ở đây là bạn tự tự sắp xếp. Ví dụ bạn có thể sắp xếp theo ABC, còn nếu như bạn không thích ABC thì bạn cũng có thể sắp xếp theo thứ tự 1, 2, 3. Thứ tự đây là tùy bạn, bạn tự sắp xếp làm sao cho nó có trật tự là được. Tiếp theo nữa đó là về chủ đề, các bạn lưu ý là chủ đề này là nó phải có cái sự liên kết. Thứ nhất, nó được liên kết với nhau bởi màu sắc, tất cả các nhánh cùng một màu, tất cả các từ khóa ở trên nhánh đó là cũng một màu luôn, với nhánh luôn. Thứ hai là liên kết với nhau bởi các biểu tượng. Ví dụ biểu tượng vui thì tất cả biểu tượng vui là giống nhau hết. Ví dụ biểu tượng hạnh phúc là trái tim thì chỗ nào có hạnh phúc là trái tim thì giống nhau hết. Rồi, nó có những cái đường nối. Tại vì ví dụ như là có những lúc mà mình nói ở cái nhánh nhánh này nhưng mà nó có liên quan với nhánh kia thì mình sẽ cho nó cái đường nối. Cô Linh ví dụ như là những cái từ khóa này nó có liên quan tới nhau này, nó có bổ sung ý cho nhau thì mình nói giữa cái từ khóa lại với nhau. Tiếp theo, còn nếu như những cái hình ảnh đó, nó có liên kết, nó có bổ sung ý nghĩa qua lại cho nhau thì mình tạo thành cái đường nối giữa cái chữ hình rồi mình cho cái mũi tên vô. Rồi, như vậy thì các bạn lưu ý là cái chủ đề á là nó có cái đường nối
gọi là đường liên kết á. Rồi trên cái đường đó thì nó có cái mũi tên các bạn nha. Rồi về cấu trúc á, thì chúng ta còn còn chú ý thêm về mặt thông tin. Thông tin ở đây là phải phải đủ, phải chính xác. Tiếp theo về bố cục á, là nó phải cân đối hài hòa. Ví dụ đầu tiên là mình vẽ cái hình trung tâm là phải chính giữa tờ giấy. Sau đó là các nhánh mình bố trí cho nó đều. Ví dụ bên phải 3 nhánh, bên trái 3 nhánh. Chứ giờ bạn tưởng tượng cái hình cái sơ đồ tư duy này là có 6 nhánh. Mà bây giờ mình vẽ bên phải là 4 nhánh, bên trái có 2 nhánh thì tự nhiên nó khập khiễng quá. Mình bố trí sao cho nó đều, nó cân đối, nó hài hòa, nhìn vô nó đẹp mắt các bạn nha. Rồi nhắc lại lần nữa là trong cấu trúc của sơ đồ tư duy là có cái liên kết mũi tên các bạn nha. Có cái mũi tên để liên kết lại với nhau. Ngày hôm nay thì chúng ta đã tìm hiểu thứ nhất là về cái chuẩn bị để vẽ sơ đồ tư duy, và thứ hai đó là năm quy luật vẽ sơ đồ tư duy quốc tế. Có nghĩa là ở quốc tế người ta quy định là vẽ sơ đồ tư duy là phải có năm cái quy luật đó đó. Các bạn nhớ, các bạn cố gắng ghi nhớ năm cái quy luật này để các bạn vẽ sơ đồ tư duy cho nó chuẩn và cho nó đẹp, cho nó thuận với tự nhiên não bộ, để các bạn ghi nhớ bài học hay là các bạn sáng tạo ý tưởng nó tuyệt vời hơn. Nếu như bạn vẽ sơ đồ tư duy đẹp và chính xác và hay, nên bạn vẽ sơ đồ tư duy hay và đẹp, thì bạn có thể là đăng ký tham gia cái cuộc thi V Mind Map của Tâm Trí Lực tổ chức. Còn nếu như mà bạn cảm thấy vẽ sơ đồ tư duy là một cái niềm đam mê của bạn, bạn quá thích thú với nó và bạn muốn chinh phục nó, thì bạn có thể tham gia cái các cuộc thi về sơ đồ tư duy quốc tế. Nếu thích video này, các bạn nhớ hào phóng cho cô Linh một like nha, và đăng ký kênh giúp cô Linh để cô Linh có thể chia sẻ những kiến thức bổ ích đối với các bạn trong những video tiếp theo. Chào tạm biệt các bạn.